Sáng ngày 27 tháng 7, Cục Thuế Tây Ninh tổ chức quay thưởng chương trình Hóa đơn may mắn quý 2 năm 2023. Chương trình được tổ chức nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo thói quen tiêu dùng văn minh. Chương trình được áp dụng đối với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Tham gia đợt quay thưởng quý 2 này có trên 26.700 hóa đơn đủ điều kiện. Ban tổ chức đã tiến hành quay số tìm ra 21 khách hàng may mắn với tổng giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng. Trong đó giải nhất thuộc về hóa đơn của quầy thuốc Anh Thư do công ty cổ phần dược phẩm Tây Ninh cung cấp.